giờ là 5 giờ các bác nhé. Em đánh từ lúc 7 giờ, bây giờ 5 giờ hết giờ. Làm trắng rồi. Hello, chào các bác nhé. Đấy, bây giờ là bắt đầu em dậy 4 giờ sáng rồi, dậy để bắt đầu chương trình đánh khai trương hồ câu. Hồ câu hồ này là hồ gì vậy? Hồ câu Đồng Nguyên nhá các bác nhá, ở dưới Từ Sơn Bắc Ninh. Đây bây giờ đệ nó cũng thấy nhá các bác nhá. Đệ hôm nay say khá nhiều, hôm nay đánh khai trương nên đệ say nhiều để đánh C2 cộng các bác nhá. Còn đội em thì em ủ C7 luôn, tí nữa xong em mới say các bác nhá. Ốc để nguyên bùn luôn các bác. Bây giờ là ủ luôn trên này rồi. Tí nữa em sẽ kết hợp thêm là chục bắp ngô ngọt thì là em cho đệ nửa 5 bắp, em 5 bắp và thêm một gói thóc bung để em đánh chép. Hồ này thả 1 tấn 6 chép và 8 tạ chấm trắng, hơn 300 con đen các bác. Hồ này nhỏ đâu, nhưng mà tí nữa là chiến. Hồ khá nhỏ nhưng mà khá nhiều đen nên em đánh cũng 10 tấn ốc rồi các bạn. Nên kết hợp thêm một ít một gói thóc bung các bác nhé. Ốc xay ra em xay tầm 3 cân này, con chép rồi khá nhiều chép và thêm tầm 5 bắp ngô ngọt. Đấy, nhưng mà tí nữa các bác mới trộn đều và các bác mới ra thả mồi luôn nhé, không được ủ mới quá lâu. Đấy, ủ thế là được rồi, trộn đều thế là được rồi. Đệ thì xay khá nhiều ốc rồi để đánh chép thôi nhé. Tí nữa em cũng xay nhiều và ủ xong rồi tí nữa em ta cần các bác nhé. Quy của hồ là câu Đồng Nguyên các bác nhé. Đấy, cần thủ đánh thẳng trục. Đấy, nội quy chắc là các bác là đi đánh lục các bác cũng có nội quy của hồ nào cũng như này rồi. Đấy, hồ thì là cũng không to cho lắm. Thả xe tôi chứ. Đấy, hồ thì không được to cho lắm các bạn. Đấy, hồ nhỏ thôi nên là tí nữa là bọn em nha. Ra cần bọn em đánh, em thì em ngồi bên này các bác. Đấy, ô mười mấy ngồi bên này, còn ba mấy nó ngồi bên này, ba mấy 40 ngồi bên này, còn ô từ 20 thì bờ bên này là cắm 20 cần. Đấy, bờ bên kia là vào 20 cần nữa, 5 cần ngồi bên này và bên kia thôi nhé. Đấy, hôm nay chỉ đánh cho đánh 30 mét thôi, nên hôm nay em đánh con Kitsu BX thôi, không đánh con AX nữa, AX chỉ nổ, nên là hôm nay đánh Kitsu BX thôi nha các bác nhé. Đại để ủ xong thính rồi. Bây giờ tươi cười lắm. Tí nữa các bạn nên vụt thôi các bác nhé. Em cho ngô vào là em trộn đều lên, phát là em giặt thả mồi luôn nhé. Đây, thuyền vào là thả mồi luôn này. Các bác lưu ý cho em là ngô thì mình cho cuối cùng nhé các bác nhé. Ngô cho cuối cùng là mình mới ra thả mồi nhé. Thôi. Lại con nữa. Không cần phải đấu mồi. Rồi đấu mồi xong các bác nhé.
Con này thì em vừa mới thả mồi chưa kịp bật máy và luôn con chấm trắng to các bạn. Mồi nhảy đấy, ngu đúng anh à, ngu sơn thật. Hả? Không mày quay đâu, to hơn luôn. Đấy. Rồi. Bỏ bằng chết không nhờ. Nhờ 50.000. Nhờ 50, nhờ không? Đấy. Trắng cạo cả cá lên bờ luôn. Rồi bà vợ luôn, bắt bà vợ luôn. Em thấy một tí bà đánh đánh chết cá rồi. Không không. Thế thì mình xúc vào thôi dễ. Chết nào. Nào, em ăn nhậu ăn. Nào. À, anh ơi em nhậu bên đấy bắn nhá. Cẩu luôn lên. Nhiều tụa phải chứ, tụa cơm đây kìa. Ngô, ngô. Ok Minh. Vào ngắm em ấy, nó mất tích rồi. Ê. Ui giời. Bỏ cái ô gần ra. Cậu đá này. Cắm ra xong cái xưa này. Tội lỗi. Mày quay, mày không phải quay. Không tin thì thôi. Nào, thôi bong rồi. Bong rồi. Ôi trời ơi. Thế thôi mày lấy làm gì? Đấy anh bắt con đấy về.
lại bong. Đây là nhân vật. Ôi giời. Bong. Nhấc nồi lên. Mẹ này, câu kẹo. Đen rồi. Chép lại cấu. Chép nó không chảy cái này. Đen. Đen thả ra này còn. Có chép. Tú gọi anh chưa? Đây thả xe ra. Tổng em được 9 con, bong 2 con. Thì trong đấy là 2 chấm trắng, 6 chép, 1 đen các bác nhé. Bây giờ là hết 2 cá câu rồi. Bây giờ là 5 giờ các bác nhé. Em đánh từ lúc 7 giờ, bây giờ 5 giờ hết giờ.
làm trắng rồi mà. Này cho thêm ngô ngọt và ít thóc bung nên là được cả chấm trắng luôn các bạn. Chấm trắng khá to luôn. Bây giờ là hết hai cá câu hồ câu Đồng Nguyên, Đồng Nguyên. Nó là hồ câu đầm sen cũ các bạn nhá. Đệ thì là tổng không rút ra. Tổng đệ thì là tổng 7 chép. Em thì là được 6 chép, 2 chấm trắng, 1 đen, còn bóng 2 con. Cũng mất khá nhiều cơ hội. Đấy, bây giờ là bán hết hai cá câu rồi. Đấy, hồ thì ở bên kia các bác nhé. Đấy, bây giờ là bọn em hết giờ về. Khả năng hôm nay là hồ này nếu dãy bên này là em là đang thực dưỡng nhất. Đấy, quân ổ nhất. Quân ổ nhất các bạn ạ. Bây giờ là hết hai cá câu. Nếu ổ em đánh tiếp thì hôm nay vào việc cao lắm. Con đen hôm nay đi ăn chậm. Này, con đen ăn cực chậm luôn, đen chưa ăn. Đấy, bây giờ là bọn em hết hai cá câu rồi. Bọn em về nhé các bác nhé. Các bác vào xem kênh của em, nếu thấy hay thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để làm những video đẹp nhất nhé. Và chào các bác.